kia muốn đi câu cá hả? Cái nè, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, xuống luôn rồi hả? Rồi, ngồi xuống. Hôm nay cũng đi câu cá nữa đây mọi người ơi. Chào mọi người, chào mọi người. Hôm nay cả nhà đi câu cá nữa. Đi câu cho mọi người coi nha. Chuẩn bị đây, cần quá trời luôn, 3-4 cái cần luôn. Mọi người cùng theo mình câu cá bữa nay nha. What's going on, everybody? We're going fishing today. Fishing for sheephead, drum. Okay.
tù binh. Cá tù binh đây, cá tù binh đây. Quan dòng. Ui. Cá tù binh. Cũng lớn rồi nha. Đúng sai đó. Ê, thủ phạm bắt cá đây, em trai bắt được một con cá. Đã luôn. Xì có đủ mà. Chắc không đủ. Mười bốn, vừa đủ, vừa đủ luôn. Beautiful. Cần câu của ba bị rối cước mà đang cỡ bị con cá kéo quá trời luôn. Con cá kéo quá trời. Mới cần nè, cá kéo nè, mới cần đi. Cầm cá kéo mọi người, cá kéo anh help. Đây nè, cá nó kéo cái cần. Sự cố em xả cái máy ra để tháo cái cước rối, bây giờ gắn vô. Con cá vẫn còn nằm kéo đi liền. Cần của ba quay đi ba. Cần của ba quay đi, cá đang cắn á. Okay, quay lên. Quay ba, quay lên. Ui. Nữa đi. Ôi trời ơi. Vết này đâu có đủ cháy.
hai chục in đó. Senior Captain Red, Senior Captain Red. Oh. Red. Maybe he. Con này là hai chục in luôn maybe rồi. Maybe he can go home with us. Okay. Oh yes. Red. Rồi, let's measure. 20. Đâu được 20 không? 20 rồi. Con này mới có 19 tuổi thôi, 20 tuổi mới được đi quân dịch. Quay ngang à. Nè. Nè, quay về nó đây. 19 10 10 no 19 3 phần 4. 19 3 phần 4 còn thiếu một khua đờ nữa. Nó năm tới thôi rồi, thả nè, clip này. Thả từ từ coi nó cho nó có e. Rồi, bơi vẫn. Tạm biệt em. Cá cánh câu, cá cánh câu. Cá. Cái cần này á, công nhận nó nhạy. Nhưng mà để coi có dính được không, hồi nãy bị mất con to, bây giờ con này sợ quá. Rồi, rồi. Mất nữa không? Dính cá, dính cá, dính cá. Cá cánh câu, cá cánh câu. Cá cánh câu. Rùm nữa chắc, rùm là gì? Rùm red nữa. Thêm một con red nữa. Baby red. Thôi red này nhỏ lắm. Nhỏ rồi, em bé này. Đây là em bé phải thả rồi. Red, baby red. Nó ngậm sâu quá. Release. Em bé này còn còn trong tháng. Ơ ba kìa, ba đang dính cá, ba đang dính cá. Ba cũng con cá này cũng là em bé. Cá này cũng em bé, cá này cũng phải thả rồi. Thả nha. Từ pha bắt cá rồi thả cá kia. Đây con này cũng phải thả. Đang chưa kịp thả con này thì con kia đã bắt rồi. Ô men, con này nó kéo dữ quá. Rồi, Captain dính cá rồi, Captain dính cá. Cá hành. Bởi head, ship head, our first ship head of the day. That's good sign. Oh yeah, full sea pattern today. This is what we're looking for. That's a keeper. Right. Okay. Yeah, this is a keeper. Hey, Donnie. Con này là khỏi cần đo luôn, 15 à. Đo đi. Đo đi. Rồi, cá rồi, ở đây đây. Rồi. Another red. Cá red nhiều quá các bạn ơi. Em này em nhỏ rồi. Thả. Ok, nhảy nè. Con này rất nhiều quá. Ba dính cá rồi, ba dính cá rồi. Con này to. Cái cần của mình cũng đang giật nè, cái cần của mình cũng đang giật nè. Senior, cái cần của mình cũng đang giật nè, ba đang quay. Cái cần giật quá trời nè. Oh yeah. Big fish.
Oh yeah, big red. Oh yeah. Con này, I think he can go home with us. Go home. Oh yeah. Okay, this one, let's bring up this one. Let's bring up this one. Bring up this one. Hey, con có to quá. Con này cũng to này nhơn. This one is pulling. It's pulling. Khoan ba khoan. Ok, captain giết cá, captain giết cá. Con nãy đủ say á. Tại cái cần nó sensitive á, cần nó cứng là ngon. Ok. Này là drum hay là red này, chắc red rồi. Đang quay qua lo con cá của mình. Thì ba mình bắt được con cá nữa. So we got this one. Okay, I think he can make it home. I think he can go home with us. Hồi nãy ba mình mất con cá đỏ lớn lên tới mạn tàu rồi mà cũng bị mất. Trong lúc mình kéo con cá, cái con cá của mình, con cá thật là to của mình, con cá to. Bây giờ mình đang tháo ra thì ba mình lại trúng một con cá khác. Bữa nay cá quá trời luôn. Để đo coi đúng sai không. Ô, hơn luôn rồi, 16 luôn rồi. Dính cá, dính cá, dính cá. Dính cá, kéo lên, kéo lên. Gì đây? Rồi. Red, baby red, baby red. Release red. Em này là sẽ thả về biển thôi. Đây, đây, thả về biển. Thả về 7 con. 7 con ấy mất cái con đó là 8 con. Con lớn thì lớn. Con này không biết ra sao nhưng mà thấy cũng kéo đây. Không lớn, con này chắc là không lớn tại kéo thấy dễ dàng. Ừ. Con này là con cá sủ rồi. Sủ này không đủ size rồi mọi người ơi, sủ này phải thả thôi. Chưa chắc. Nhưng mà mình cũng nhiều cá lắm rồi, thành ra mình thả dù nó đủ size mình cũng thả. Bắt cá lớn quá trời rồi. Đây. Chào, cho đi nha. Số hên. Ba trúng cá. Ôi, cá đù. Mùa này có cá đù mọi người ơi.
Cái đù này phơi khô là ăn tuyệt vời luôn. Cái đù này phơi khô là ăn tuyệt vời luôn. Rồi. Bắt đầu hơi gió rồi. Thấy gió không? Có một em đù 1, 2, 3, 4 cái sụ, 2 cái hanh. Sụ bự quá trời. Hanh khổng lồ luôn. Rửa tàu rồi. Nâng tàu lên. Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Kha Phi câu cá ngày hôm nay.